kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam quá nhiều các loại thực phẩm và đồ uống khác nhau trong dịp Tết sẽ khiến bạn có cảm giác nóng trong người và đầy bụng. Vì vậy, bạn nên đặc biệt bổ sung các thức uống thanh mát tới đây để tận hưởng trọn vẹn không khí ấm áp của những ngày xuân. Những thông tin tới đây được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Thưởng xuân với trà gừng. Một tách trà trong những ngày Tết còn giúp bạn tiêu bớt chất béo của các loại thức ăn, lưu thông khí huyết. Hãy thử một tách trà gừng với mật ong và chanh. Loại trà này đặc biệt tuyệt vời khi dùng vào mùa đông. Bạn có thể mua nó ở cửa hàng hoặc tự pha chế bằng các nguyên liệu sẵn có ở nhà. Theo các chuyên gia của Đại học Y khoa Harvard, Mỹ, trong gừng có chứa nhiều hợp chất pararadon và zingerol có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, hạn chế khối u di căn sang các tế bào, mô và các bộ phận khỏe mạnh khác. Lợi thế lớn nhất của trà gừng là tốt cho sức khỏe của dạ dày, khắc phục sự cố có liên quan đến tiêu hóa kém, đầy hơi và bệnh dạ dày, thậm chí cả ung thư ruột kết. <laughs> giảm cân và dưỡng da với trà cam thảo. Không chỉ là thức uống nhâm nhi được mọi người yêu thích, theo các nhà khoa học Mỹ, trà cam thảo còn được đánh giá là có tác dụng giảm béo rất hiệu quả. Ngoài việc luyện tập thể dục, bạn hãy thường xuyên sử dụng trà cam thảo để nhanh chóng có được thân hình thon thả thật tuyệt trong một buổi tối mùa đông ngồi đọc một cuốn sách hay và thưởng thức một tách trà cam thảo dịu ngọt. Cam thảo có tác dụng bồi bổ cơ thể, giảm cholesterol, giải độc, bảo vệ gan, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Thanh lọc cơ thể từ trà hoa cúc. Từ lâu hoa cúc được xem như một loại thảo dược có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người. Sử dụng hoa cúc lâu ngày sẽ giúp làm đẹp nhan sắc, kéo dài tuổi thọ. Theo Đông y, Hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm, giảm hỏa, mát gan, làm sáng mắt. Ngoài ra hoa cúc còn rất tốt cho những người bị các chứng mất ngủ, tinh thần bị căng thẳng, khó tập trung. Theo các nghiên cứu hiện đại, hoa cúc có thể giúp kháng khuẩn, kháng siêu vi gây cảm cúm, hạ huyết áp, giảm mỡ trong máu, làm dịu căng thẳng thần kinh và giúp ngủ ngon. Hạ huyết áp với trà tim sen. Trà tim sen là loại trà thảo mộc đã khá phổ biến để có được giấc ngủ ngon, kích thích hệ tiêu hóa, hạ huyết áp, giảm căng thẳng, lo âu và bên cạnh đó còn rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Theo lương y Nguyễn Trung Hòa, chủ tịch hội y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh, thì trong tim sen có chứa hợp chất có tác dụng rất tốt trong việc kiểm soát sự hấp thụ của glucose, hạn chế rối loạn chuyển hóa carbohydrate. Trà tim sen có công dụng dưỡng âm, tính ấm, ích thận. Vì vậy, bên cạnh cho bạn có giấc ngủ ngon, tác dụng tốt với bệnh nhân tiểu đường. Thì trà tim sen còn hỗ trợ hoạt động của thận rất tốt. Tuy nhiên, trà tim sen chỉ phù hợp với những người bị nhiệt. Tác dụng của trà atiso với sức khỏe. Theo lương y Hoàng Gia Trí, phòng khám số 2, thể giao Hà Nội. Với những người bị gan thì có lẽ trà atiso đã quá quen thuộc rồi. Nó vượt tốt cho gan, làm sạch gan, phục hồi gan mà không làm hại đến các bộ phận khác trong cơ thể. Trà atiso trong Đông y có vị ngọt tính mát không chỉ chữa gan mà còn hỗ trợ viêm khớp, mụn nhọt và các bệnh liên quan đến huyết nhiệt. Trà artiso có chứa các chất khoáng như phốt pho, sắt, các vitamin A, B1, B2, C và hàm lượng vitamin C. Chất sinarin có trong trà artiso đặc biệt cao, cải thiện khả năng tiêu hóa và điều trị chứng buồn nôn. Hơn nữa, nếu muốn cải thiện làn da mụn thì bạn nên uống đều đặn mỗi ngày từ 1 đến 2 tách trà artiso. Trà hoa nhài làm giảm những cơn đau đầu. Trà hoa nhài không thể bỏ qua loại trà thảo mộc này trong những ngày đầu xuân. Với hương thơm dịu nhẹ của mình, trà hoa nhài được rất nhiều người ưa thích. Theo lương y Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, không chỉ có tác dụng tốt cho sức khỏe mà trà hoa nhài còn giúp cải thiện vóc dáng. Hương thơm dịu của trà hoa nhài giúp bạn tỉnh táo, thanh lọc cơ thể. Trà hoa nhài còn giúp bạn chống lại các bệnh như viêm khớp, tiểu đường, điều trị đau đầu, ho, làm dịu cơn đau. Đây cũng là loại trà giúp cải thiện vóc dáng bởi chức năng giảm cholesterol trong máu, chống oxy hóa của nó. Quý vị và các bạn thân mến, mẹo dọn nhà ngày Tết cực kỳ nhanh và hiệu quả sẽ là những nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, thiên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.